chương trình ôn tập kiến thức phổ thông được thực hiện song hành cùng với việc dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh để hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 dù phải nghỉ dài để phòng chống dịch COVID-19. Đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ quản lý và thầy cô giáo của trường gửi đến các em học sinh. Hy vọng những video bài dạy sẽ tiếp thêm động lực giúp các em học sinh chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi để đạt kết quả tốt nhất dù phải nghỉ dài. Để có được những hình ảnh đẹp, những góc quay rõ nét, âm thanh trung thực thì ekip thực hiện phải chuẩn bị rất chu đáo. Từ bảng, máy quay, ghi âm, máy chiếu và các phần mềm hỗ trợ. Những giọt mồ hôi, những đêm soạn bài, ghi âm, quay phim, những thiếu thốn về cơ sở vật chất vẫn không làm thầy cô chùn bước. Và phòng học lớp 6-7 đã biến thành trường quay. Tất cả các video đều hoàn thành mà không tốn một đồng về kinh phí. Tất cả vì học sinh thân yêu.